Nếu như người có sở thích về video ẩm thực và đặc biệt là thể loại video mukbang ASMR nhưng mà lại lo ngại về việc phải đầu tư quá nhiều tiền vào thiết bị thì đừng lo nha. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay video mukbang ASMR với hai dòng micro giá siêu rẻ luôn. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói sơ về thể loại mukbang ASMR cho những ai mà chưa biết tới ha. Thì đây là một thể loại video ăn uống mà người trong video mình sẽ không tương tác cũng như là không nói chuyện nhiều với lại người xem, mà video chủ yếu sẽ tập trung vào phần hình ảnh nè, cũng như là phần âm thanh ăn uống vui tai. Và đặc biệt âm thanh sẽ đóng một phần cực kỳ quan trọng trong thể loại video này, nên là việc lựa chọn một micro phù hợp để quay được thể loại này cũng khá là tốn kém ha. Nhưng mà không sao, trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng mọi người quay thể loại này với lại micro chỉ trên dưới 1 triệu đồng thôi nha. Và mẫu đầu tiên mà mình sử dụng để hướng dẫn cho mọi người đó chính là micro Gojek Ultra. Thì bởi vì mẫu này có giá thành rẻ nè, nhưng mà chất lượng cũng rất là ok nha. Nhỏ gọn, tiện lợi, cách sử dụng đơn giản, các bạn có thể tham khảo thêm video review của mình ở góc ở phía trên nha. Và trước tiên, để có thể bắt đầu quay một vlog mukbang thì các bạn cần có một cái không gian thiệt là tĩnh cho mình. Và điều thứ hai đó chính là chúng ta sẽ tăng độ nhạy của micro lên mức cao nhất có thể ha. Nhưng mà ở đây với micro Gojek Ultra này thì nó chỉ có một cái mức âm lượng cố định thôi, nên là chúng ta sẽ không tăng được. Và cách khắc phục đầu tiên thì chúng ta sẽ kẹp micro ngay cổ áo nè, ở một vị trí mà gần miệng nhất để có thể thu được trọn vẹn âm thanh. Cách thứ hai, nếu như mà mọi người có tài chính hơn thì các bạn có thể sử dụng phiên bản là hai micro ha. Một micro thì các bạn có thể kẹp ngay cổ áo nè, và một micro thì mình sẽ chỉ thẳng vào hướng miệng của mình là được rồi. Và sau cái bước quay thì cũng chưa ra thành phẩm đâu, các bạn sẽ vào phần mềm mà các bạn hay sử dụng để mà edit video như là Premiere hoặc là Cắt Cut để mà mình có thể tăng âm lượng của âm thanh lên cái mức là có thể nghe rõ được tiếng thức ăn ha. Và lưu ý giúp mình là chúng ta không nên tăng được cái mức quá đỏ, bởi vì khi đó chúng ta sẽ nghe rất là chói tai cũng như là tiếng thức ăn nó sẽ không còn chân thật nữa. À quên nữa, trong lúc quay thì các bạn không nên bật chế độ lọc ồn nha, bởi vì nó sẽ lọc luôn cả tiếng ăn của mình luôn đó. Nên là nếu như trong cái quá trình quay mọi người gặp những cái tạp âm xung quanh nha, những cái tiếng ồn, tiếng ù ù thì mọi người vẫn có thể chỉnh sửa được bằng phần mềm nha. À, rất là đơn giản thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử video mà mình quay bằng chiếc micro Gojek này nha. Rồi, nếu như mà các bạn vẫn muốn chất lượng âm thanh tốt hơn thì mình vẫn còn cách thứ hai nha. Đó là chúng ta sẽ mua một chiếc micro giá đắt tiền hơn. Được mọi người thôi, nhưng mà đó là sự thật. Thì mọi người có thể nhỉnh hơn một chút xíu, mọi người tham khảo thử dòng micro đến từ hãng Comica có mã model là Vimo C này nha. Thì micro này so với dòng micro Gojek thì nó có thể sử dụng được cho cả máy ảnh lẫn điện thoại luôn. Còn dòng micro Gojek Ultra hiện tại thì chỉ sử dụng được cho điện thoại thôi. Và một ưu điểm thứ hai đến từ micro Vimo C này là nó có thể điều chỉnh âm lượng trực tiếp trên chiếc micro của các bạn luôn. Nên là các bạn có thể tùy chỉnh to hoặc là nhỏ tùy theo sở thích ha. Và đây là một cái chức năng cực kỳ cần thiết khi mà các bạn quay video thể loại này. Thì như mình đã nói lúc nãy thì để quay được video mukbang thì chúng ta sẽ điều chỉnh độ nhạy của âm thanh, hay còn gọi là âm lượng đó mọi người, lên một cái mức cao hơn tùy theo nhu cầu của mọi người ha. Thì cái việc mà các bạn điều chỉnh âm lượng trực tiếp trên chiếc micro này nó sẽ hay hơn so với việc là các bạn điều chỉnh trên phần mềm. Vừa thu được một lượng âm thanh đầy đủ nè, vừa có thể tùy chỉnh được một chút xíu trên phần mềm thì chắc chắn là kết quả nó sẽ tốt hơn rất nhiều luôn. Ok, còn bây giờ hãy cùng mình xem thử là chiếc micro Vimo C này thu được như thế nào nha. Thank you.
Đó mọi người thấy không? Quay được video thể loại mà mình yêu thích không cần đầu tư quá nhiều tiền vào thiết bị. Với hai cách mà mình đã hướng dẫn phía trên thì các bạn có thể áp dụng được cho những chiếc micro giá chỉ tầm khoảng 1 triệu đồng thôi, cũng rất là ok luôn rồi. Hy vọng là các bạn có thể áp dụng được cũng như là sáng tạo thêm được nhiều video khác nhau ha. Tất cả thông tin về sản phẩm thì mình cũng đã để ở phần mô tả rồi. Nếu như các bạn cần sự tư vấn thêm hoặc là tư vấn những cái thiết bị khác thì có thể comment phía dưới cũng như là liên hệ hotline bên mình để được tư vấn thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.